Và bây giờ chúng Alo, ta nhà sẽ thương ạ. đến với một cái sản Dạ, phẩm chào rất Lý là Ngọc đặc Thu biệt, ạ. Dạ vâng. Đó là sản Dạ, phẩm thùng thùng băng 9 đồng 95. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Sản phẩm này á, là Dạ ai cũng cần em ơi hết, chị đó, chị mở là mở cửa không 10 giờ ai sáng nha. mà Dạ không rồi, có lá gan. cảm ơn chị. À, không ai mà không có lá gan nha quý vị, ai cũng có cái lá gan hết á. Nha quý vị, ai cũng có cái lá gan hết. Nha quý vị, ai cũng có lá gan hết. Đó. À, cái này thì Cluvabet thì Tuấn Mã muốn gửi đến cho quý vị là quý vị nào có nhu cầu sữa hỗ trợ cho tiểu đường, cao máu cao, cao mỡ, ngủ ngon, sạch máu trong cơ thể của mình. Đó, Cluvabet nha quý vị. Đây là sản phẩm FDA approved và cũng như là được chính phủ Mỹ, Hoa Kỳ kiểm soát và sản xuất tại ở bên Mỹ nha quý vị. Chánh Tông là hiệu hiệu Chánh Tông Cluvabet. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến một cái sản phẩm, đó là cái sản phẩm rất là đặc biệt, đó là sản phẩm hỗ trợ cho gan như quý vị nha, hỗ trợ cho gan. À, xin Hoàng Thâu lấy giùm. Trong cái cơ thể như quý vị nào á, mà bị tiểu đường thì quý vị luôn luôn sẽ gặp cái trở ngại, đó là một cái điều trở ngại, đó là quý vị bị liên can đến gan, đúng không quý vị nha. Rồi sau đó tôi mãi sẽ đến với cái sản phẩm cũng liên can là từ từ cái sản phẩm mà Gần rồi. à, được rồi, được rồi, được rồi. Đó, xin quý vị nha, đây là sản phẩm hỗ trợ rất là tốt nha, mà cái này á, là liver support, là cái như là nó thúc đẩy cái thuốc này thúc đẩy cho cái lá gan mạnh mẽ như quý vị nha, giúp đỡ cho chúng ta kiểu như là được tốt trong cái cơ thể khi mà chúng ta ăn uống. Và cũng như là quý vị thứ nhất một cái điều á, là chúng ta gặp trở ngại á, thì chỉ cần có uống rượu uống bia nhiều thôi thì cái lá gan nó cũng bị ảnh hưởng. Đó, đây là thuốc bổ gan đông y thảo dược, đó, mát gan, đó, giải độc, bảo vệ gan, mà cũng đồng thời rất là tốt là nó cũng giảm đi tiểu đêm luôn. À, thưa quý vị nha, đây là thuốc bổ gan giảm tiểu đêm. À, xin phòng tôi để vào cái này á, tôi mà không có cần để mà nói với quý vị nhiều, vì đây là những cái sản phẩm mà luôn luôn đều có sự của FDA của Mỹ nha quý vị. FDA của Mỹ approve và rất là an toàn để mà sử dụng. Mà cái hộp này á là nó có tới 200 viên nha quý vị nha. 200 viên. Đó, 200 viên. Nha quý vị, 200 viên. Đó, rất là đặc biệt. Đó, đây là cái mà Tú Mã muốn muốn chia sẻ đến cho quý vị, để quý vị lúc luôn luôn á, là có một cái sức khỏe đến cho cái cơ thể của mình, những cái cơ quan của mình, thưa quý vị nha. Đó, hôm nay Tú Mã đặc biệt á, là gửi đến cho quý vị lớp một cái bốn bảy không à? 77. Đó, à, mỗi cái này 200 viên nha quý vị nha, 200 viên. Đây là đây là dược thảo bổ gan, cái chống tiểu đêm nha quý vị nha, làm cho mát gan, mát dạ đó quý vị nhé. Đó, rất là tốt cho cơ thể của mình. Cái này tới 200 viên luôn quý vị nha. Nếu đặc biệt tối ngày hôm nay quý vị gọi vào mà muốn lấy thêm được sản phẩm giá tốt thì tôi mãi sẽ gửi đến cho quý vị nha. À, đây là sản phẩm bổ gan, đó, bổ gan quý vị nha, bổ gan, đó, bổ gan, đó, bổ gan, đó, bổ gan và tránh tiểu như là chống tiểu đêm, đó, giúp đỡ cho quý vị không có bị tiểu đêm, thưa quý vị nha. Đó, hỗ trợ các vấn đề như nám da, sạm da, mẩn ngứa, đó, cải thiện và ngăn ngừa luôn cái bệnh, những cái về cái chứng bệnh về gan, thưa quý vị. Bổ gan lợn lợi một kích thích vào trong cái sự tiêu hóa của mình, đó, rất là nhiều, chẳng hạn như giải độc, quý vị uống những cái chất độc tố nào mà mình không biết, chẳng hạn như uống bia, uống rượu, uống gan, thì đó những cái điều mà chúng ta sẽ gặp trở ngại. Đây là sản phẩm làm tại bên Mỹ, xin quý vị lưu ý. Cái giá tôi mã đặc biệt ngày hôm nay, cái này 200 viên nha quý vị nha, 200 viên lực nha, đặc biệt quý vị cho cái sản phẩm này là đặc biệt nha quý vị nha, đặc biệt lắm. Tôi mã xin gửi đến cho quý vị với một cái giá rất là đặc biệt nha, với cái giá cực kỳ đặc biệt luôn. Đó,
cái hộp này là 75 đồng, mà trên thị trường đang bán là 47 đồng nha. 47 đồng tôi mã đặc biệt đem đến cho quý vị một cái giá rất là đặc biệt tối ngày hôm nay nha. Tối ngày hôm nay tôi mã xin gửi đến quý vị nào mua 4 hộp nha, mua bốn hộp trở lên tôi mã đặc biệt nha, bán cho quý vị không bao giờ mỗi vị có thể lầm lẫn được nha, lầm lẫn được. Tôi mã xin gửi đến cho quý vị chỉ có mỗi một hộp là đặc biệt với cái giá vốn cho quý vị trong cái Tết ngày hôm nay, trong cái Tết nha quý vị nha, đó là đặc biệt cho quý vị. À, là chúng mã muốn gửi đến cho quý vị là một cái giá rất là đặc biệt, là hết sức đặc biệt luôn, là cái này 200 viên, là bây giờ chỉ còn có, quý vị mua 4 cho nên chúng mã gửi đến cho quý vị chỉ có 19 đồng 95 cent nha, mua 4 trở lên nha. Chỉ 200 có viên mà chỉ có 17 đồng. 19 đồng 95 cent, wow. Mà thôi. 19 đồng 95 cent là cái này quý vị mua đi bán lại dư sức luôn. Mà tới 200 viên là cái này, wow, là Tuấn Mã bán, Tuấn Mã đem đến cho quý vị 2 viên một này. Dạ, đem đến cho quý vị là không phải là rẻ, là tại vì không phải là nó bị dỗm mà rẻ, mà cái này á là Tuấn Mã là bán vốn cho quý vị để cho quý vị có được nhiều sản phẩm tốt cho sức khỏe. Và mong quý vị đến với chương trình của Vicao Home Shopping có thể mua những cái sản phẩm, chẳng hạn như cần mua cái nệm hay mua cái sofa hay một cái bộ giường của Ý hay là một chiếc ghế massage. Còn đây là cái sản phẩm mà giúp đỡ sức khỏe, thì tôi mã tận tình để cho quý vị một cái giá không ai có thể so sánh được, chỉ có 19 đồng 95 cent mà thôi thưa quý vị nha. 19 đồng 95 cent. Cái viên cái dược thảo bổ gan chống tiểu đêm này 200 viên thưa quý vị nha, 200 viên mà chỉ có 19 đồng 95 cent khi quý vị bổ trả lời thưa quý vị. Đây là một cái giá rẻ nhất trên toàn cái như là trên toàn thế giới đó quý vị, không có ai mà có thể bán được cái giá này hết. À, dạ, chỉ có 19 đồng 95 cent mà thôi. Thưa quý vị, xin quý vị gọi vào số điện thoại là 949-682-6868 và 408-499-7523 thưa quý vị. Giá rẻ cực kỳ luôn quý vị, giá rẻ cực kỳ luôn nha. Rẻ lắm, còn một ngày uống 2 viên con. Dạ, quá rẻ đi. Dạ. Ngày uống 2 viên. Dạ hello. Tháng rưỡi. Dạ được 3 tháng rưỡi đó cô. Dạ cái này dược thảo. Dạ cô uống dạ cô uống 2 tới 4 viên không thành vấn đề. Dạ. Rồi. Rồi lấy một phần. Rồi cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn nha. Rồi Tuấn Mã đặc biệt á, cái này á là cho những vị khách nào mà không đủ nhiều cái sự về kinh tế của mình, không được may mắn, có những vị khách lớn tuổi không có con cái rất là tội nghiệp. Dạ. Nếu người nào lớn tuổi thì Tuấn Mã sẽ quý vị không cần phải mua 4 hộp mà trên 70 tuổi nha, trên 70 tuổi Tuấn Mã sẽ để dành cho quý vị là mua 2 hộp thôi nha. Kích thích tiêu hóa. Quý vị nào trên 70 tuổi Tuấn Mã sẽ để một cái giá rất là tốt là chỉ có 19.95 cho mỗi hộp, mà mua 2 hộp thôi chứ không phải cần phải mua 4 hộp. Quý vị nào nghe được Tuấn Mã xin gọi vào. Xin phòng thâu đừng có đánh lên nha, chỉ có đặc biệt nghe được gọi vào mà thôi nha quý vị. Dạ, trên 70 tuổi sẽ được mua 2 hộp thôi, không cần phải mua 4 hộp. Với chị giá chỉ có 19.95 đồng, là quý vị mua với quý vị không, 1 hộp là 47 đồng rồi, 55 đồng một hộp rồi, mà quý vị mua chỉ có 19.95 đồng, mới tới 200 viên rồi quý vị. 200 viên rồi quý vị, 200 viên rồi quý vị. 200 viên rồi. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Dạ, hello. Thuốc bổ mà chị. Dạ rồi, lấy 4 hộp. Dạ cái này là bên Mỹ à. Dạ cái này là bên Mỹ. Dạ. Là... có FDA approved đàng hoàng. Dạ. 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 Dạ vâng, em chào chị. Dạ, dạ rồi, dạ, lấy 4 hộp ha. Dạ. Ok rồi, thì lấy khoảng chừng 80 đồng đó chị. Dạ. Không, ở trên 70 thì mới được. Dạ, mua 2 hộp. Chị lấy 4 hộp ha. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi, không cần thiết hả? Mua 4 hộp luôn. Rẻ quá ha. Rồi. Rồi, cảm ơn chú nha. Rồi, cảm ơn chú. Quý vị nên chăm sóc đi quý vị. Nha, cái này là Tuấn Mã bán bằng thật tâm, là giá vốn cho quý vị nha, chỉ có 19.95 đồng cho mỗi một hộp mà thôi. Hộp cái như là
không có thể nào có thể tưởng tượng. Rẻ còn hơn Costco, rẻ hơn Costco luôn nha quý vị nha. Chỉ có 19.95 mà chỉ có, mà đặc biệt đó là 200 viên luôn quý vị. 200 viên luôn quý vị. 200 viên bổ gan đó, quý vị thấy không? Đó là bổ gan, đó bổ gan nha quý vị. Đó bổ gan. Đó bổ gan đó quý vị, bổ gan. Đó quý vị thấy không? Bổ gan. Đó bổ gan mà chỉ có đặc biệt nha quý vị. Đó bổ gan mà chỉ có 19.95 cho mỗi một hộp quý vị. Đó, đây bỏ cái lá gan lên. Đó, bỏ cái lá gan trước và sau sau không sao lúc này không có làm mấy cái này nữa gì baby? À, sao không có lấy cái hình mà bị hư hại của cái lá gan sau khi sử dụng đó? Dạ rồi, sao để mình có cái lá gan tốt? Dạ rồi, 4 chai. Dạ. Dạ, đó quý vị nha. Đây là dược thảo bổ gan chống tiểu đêm 200 viên mà chỉ còn có 19.95 khi người mua 4 trở lên. Dạ, quý vị nào trên 70 tuổi sẽ được mua 2 lần mà thôi. Em đi số vô gì rồi? Rồi, cho nên dạ, dạ được. Dạ. Dạ, hello. Dạ. Hello, Mila nghe ạ. Dạ. Dạ, được ạ. Dạ, vâng. Dạ, 4 hộp luôn. Dạ, được. Rồi, lấy. Rồi, em quá chị ơi, đang xe chương trình Tết đó mà. Dạ, vâng. Rồi, ok. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Dạ, cho ra lấy giùm em nha. Dạ, rồi, ok, rồi, cảm ơn. Rồi, lấy 10 giờ rồi. Sáng đến okay. 6 giờ chiều nha chị. Rồi, dạ vâng, rồi em cảm ơn chị. Dạ alo, Milan nghe. Rồi, lấy cái hình mà để đánh vô là before and after. Dạ đó. Rồi, lấy 4 hộp sau, luôn. Lúc này quên hết rồi. Dạ rồi, cảm ơn chị. Vâng, các thưa quý vị, gọi vào ngay 949-682-6868 đang hiện trên màn hình. Và hoặc là 408-499-7523 đang dùng thảo bổ gan cho gan, mát gan, tiêu hóa, cải thiện và ngăn ngừa những bệnh về gan, viêm gan, sơ gan, yếu gan, mỡ trong gan. Đây là một cái rẻ loại quá, hỗ trợ đi cho các vấn đề về da, mua người nắng nam da, sạm da, mang về đó bán còn lời. Quý vị uống cái này một thời gian, quý vị sẽ thấy cái làn da của mình nó bớt nám đi, tại vì cái gan mình được sạch. Quý vị rẻ quá, nó rẻ. Nó hỗ trợ nó để cho lọc đi cái chất dơ, những cái chất độc tố trong cơ thể của mình ra, nó detox ra nha quý vị. Rồi chỉ còn 19.95 cho một hộp 200 viên bổ gan dược thảo nha quý vị. 949-682-6868 và 40